Chào mừng anh em đến với kênh Huy Đại Tuấn Quang, chuyên cập nhật thông tin mới nhất về giá bán, ưu đãi, review cũng như hướng dẫn sử dụng các dòng xe Hyundai. Em là Tuấn, chuyên viên tư vấn bán hàng của đại lý Hyundai Tuấn Quang. Hôm nay em sẽ làm video báo giá và khuyến mại tại thời điểm đầu tháng 10 năm 2023 cho dòng xe Hyundai Tucson. Xe Hyundai Tucson là dòng xe SUV hạng C 5 chỗ. Hiện xe là xe lắp ráp trong nước và đang được giảm 50% thuế trước bạ cho anh em đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong tháng này, đại lý em giảm giá bán cho anh em lên đến 80 triệu đồng, tặng một bộ phụ kiện cơ bản cho xe, tổng đãi lên đến 135 triệu đồng cho Hyundai Tucson. Xe sẽ 4 phiên bản cho anh em lựa chọn, gồm có 3 tùy chọn máy xăng và một bản máy dầu. Phiên bản thấp nhất là phiên bản Tucson 2.0 máy xăng tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai là Hyundai Tucson máy xăng 2.0 xăng đặc biệt. Phiên bản thứ ba là Tucson 1.6 turbo tăng áp. Và cuối cùng là phiên bản 2.0 máy dầu. Về chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn đại lý để mua xe. Chính vì vậy, anh em cân đối, anh em cảm thấy mua xe ở cơ sở nào thuận tiện nhất cho mình thì anh em để lại liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để phía dưới góc màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng xe giao ngay cho anh em. Về hình thức mua bán, anh em sẽ có hai hình thức, đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Về cơ bản chi phí lăn bánh của hai hình thức này đều giống nhau. Có điều anh em mua trả góp thì anh em bắt buộc phải sử dụng bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký đăng kiểm trọn gói từ đại lý. Còn anh em mua trả thẳng, anh em không bắt buộc, anh em có thể mua nguyên xe về anh em tự đi đăng ký được. Hôm nay em sẽ đem đến cho anh em bảng giá mới nhất tại thời điểm đầu tháng 10 của dòng xe đang bán chạy nhất phân khúc này. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết về giá bán, tổng lăn bánh trên từng phiên bản để anh em nắm bắt được ạ. Đầu tiên là phiên bản 2.0 máy dầu đặc biệt. Nói chung về máy dầu của Hyundai thì rất nhiều anh em đã trải nghiệm và tin tưởng. Ở trên bản này thì sẽ có cho anh em là gói an toàn thông minh cảnh báo tiền va chạm kết hợp với hệ thống cam 360. Trên gói an toàn này sẽ gồm có cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm với phương tiện cắt ngang hoặc người đi bộ, cảnh báo hiển thị điểm mù trên gương, đèn pha tự động thích ứng, ga tự động thích ứng bám đuổi xe phía trước, cần số dạ nút bấm, nãy chuyển số sau vô năng. 4 chế độ lái cho anh em gồm có Eco, Comfort, Sport và Smart. Cốp điện thông minh. Ở trên mẫu này hiện đang có mức giá anh biết là 1 tỷ 060 triệu. Tổng ưu đãi trong tháng này cho anh em trên phiên bản này lên đến 131 triệu đồng. Với ưu đãi như vậy, lăn bánh cho anh em tại Tuyên Quang, nếu anh em trả thẳng sẽ là 1 tỷ 044 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 275 triệu là nhận xe ạ. Còn ở các khu vực tỉnh lân cận thuế 10%, như khu vực Hà Giang, anh em mua trả thẳng chuẩn bị cho em là 1 tỷ 039 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 270 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký, vì phần này anh em có thể tự đi làm được. Còn trả góp thì em tính gần như đủ hết cho anh em rồi ạ. Tuy nhiên, giá lăn bánh thực tế sẽ còn phụ thuộc vào phiên bản, màu xe, thời gian lấy, tình hình kho xe, cũng như chính sách vay ngân hàng và bảo hiểm nữa ạ. Để biết giá lăn bánh chính xác và nhanh nhất thì anh em gọi cho em theo số hotline hiển thị trên màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất trên thị trường cho anh em. Tiếp theo là phiên bản Tucson 1.6 turbo tăng áp. Mẫu turbo này thì hiện là phiên bản đầy đủ nhất trên dòng xe Tucson. Ngoài gói an toàn thông minh Smart Sense, cần số dạng nút bấm như trên phiên bản Tucson máy dầu, thì trên phiên bản này thì sẽ có cho anh em là cửa sổ trời toàn cảnh, panorama, hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian hát trách, nhớ ghế 2 vị trí, nội thất da màu nâu so với lại màu đen ở trên các phiên bản còn lại. Mẫu xe này thì hiện đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 055 triệu. Tháng này đại lý em ưu đãi cho anh chị trên phiên bản này lên đến 132 triệu đồng. Với ưu đãi như vậy, lăn bánh cho anh em ở nào ở Tuyên Quang thì anh em chuẩn bị cho em là 1 tỷ 040 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 274 triệu là nhận xe ạ. Còn các anh em khác ở các tỉnh lân cận thuế 10% như khu vực Hà Giang, thanh toán trả thẳng sẽ là 1 tỷ 034 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 268 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đóng ký, vì phần này anh em có thể tự đi làm được. Còn trả góp thì đã tính gần như đủ hết cho anh em rồi. Tiếp theo là với phiên bản Tucson 2.0 máy xăng đặc biệt. Ở bản xăng đặc biệt này về trang bị cũng như option thì đều giống hết như trên bản dầu.
Tuy nhiên nó có một chút khác biệt ở trên phần động cơ. Và trên bản này sẽ chưa có cho anh em là cần số dặn nút bấm này, nãy chuyển số dưới vô lăng. Đấy, ở trên bản này thì sẽ có mức giá niêm yết là 955 triệu. Tháng này đại lý em ưu đãi cho anh em trên bản này lên đến 135 triệu đồng. Lăn bánh cho anh em nào ở khu vực Tuyên Quang thanh toán trả thẳng sẽ là 932 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 245 triệu là nhận xe ạ. Còn ở các anh em thì ở các khu vực tỉnh thuế 10% lân cận như Hà Giang thanh toán trả thẳng sẽ 928 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 241 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký. Vì phần này anh em có thể tự đi làm được, còn trả góp thì em đã tính gần như đủ hết cho anh em rồi. Và cuối cùng là trên phiên bản Túc Sơn 2.0 sang tiêu chuẩn. Đây là phiên bản thấp nhất của Túc Sơn nhưng cũng đầy đủ các trang bị cao cấp cho anh em như phanh tay điện tử auto hold, đề lổ từ xa lên xuống kính, 4 chế độ lái, cảm biến áp suất lốp, màn hình giải trí cỡ lớn 10,25 inch, có định vị dẫn đường và cảnh báo tốc độ cho anh em rồi. Mẫu này đang có mức giá niêm yết là 845 triệu. Tháng này đại lý em ưu đãi cho anh em lên đến 116 triệu đồng trên phiên bản này. Với ưu đãi như vậy, lăn bánh cho anh em nào ở khu vực tỉnh Tuyên Quang thì trả thẳng sẽ 830 triệu. Anh em mua trả góp chuẩn bị cho em là 220 triệu là nhận xe ạ. Còn ở các cái khu vực tỉnh khác lân cận thuế 10% như Hà Giang thanh toán trả thẳng sẽ 826 triệu. Mua trả góp, anh em chuẩn bị cho em là 216 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính cho anh em ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký, vì phần này anh em có thể tự đi làm được, còn trả góp thì em đã tính gần như đủ hết cho anh em rồi. Hiện tại nhu cầu mua xe đang tăng cao nên chương trình khuyến mại bên em có thể kết thúc bất cứ lúc nào ạ. Vậy nên để có giá lăn bánh chính xác và nhanh nhất, anh em đừng ngần ngại liên hệ với em theo số hotline hiển thị trên màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất và chính sách chiết khấu cho anh em, cũng như sẵn sàng xe ra ngoài phục vụ cho anh em ạ. Trên đây là toàn bộ chính sách bán hàng ở các phiên bản Túc Sơn tại thời điểm đầu tháng 10 này. Hy vọng những thông tin em chia sẻ ở video này giúp đỡ anh em trong việc lựa chọn mẫu xe phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo của em ạ.